Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 57. In Kinh Tạo Tượng. Kinh Phật cốt dùng Hoằng Dương giáo pháp là công cụ lợi sanh. Kinh điển có giá trị vô vàn, ví như ngọn đuốc sáng trong đêm tối. Nếu nhân gian không có kinh Phật, sẽ như trong đêm khuya dài dẳng không một ánh đèn. Vì vậy, phiên dịch, ấn hành kinh điển khiến ba giáo tạng lưu hành trên thế gian là công tác đầu tiên trong việc cứu độ chúng sanh. Trong từng giờ từng khắc, Ngài đã không quên bi nguyện Hoằng Pháp lưu thông kinh điển, nên Ngài đã ấn hành Phẩm Phổ Môn, Kinh Địa Tạng, Kinh Kim Cang, Kinh Lăng Nghiêm, v.v. để phân phát khắp nơi. Ngài đã không quản ngại ra công tuyển chọn họa sĩ thiện nghệ để chính thức giao phó trách nhiệm minh họa lại lịch sử Lão Hòa Thượng Hư Vân. Tác phẩm này đã được trình bày qua 2.000 bức họa tuyệt tác. Đạo đức cao vời, hành nguyện cao cả, sự lao tác cùng tinh lực phi thường của Hòa Thượng đã được chính tay Ngài viết qua những bài kệ tán thán, bao gồm 10.000 chữ. Đây là quyển Thánh Nhân Truyền Ký, Hư Vân Lão Hòa Thượng Họa Truyện Tập. Chúng ta không thể không tham khảo. Hòa Thượng Hư Vân đã được diễn đạt như một đạo sư gương mẫu muôn đời cho đoàn hậu học mai sau. Ngoài việc xây cất những đạo tràng mới, Ngài tiếp tục bảo trợ việc đúc tượng Phật, Bồ Tát và các vị hộ pháp. Ngài không ngại về khoản chi phí lớn để mời các điêu khắc gia, thợ giỏi để đúc tượng cùng sơn son thép vàng, làm hiện rõ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tuyệt vời của Đức Như Lai. Thuận tạo duyên cho chúng sanh khi chiêm ngưỡng tượng Phật sẽ phát đại tâm, lập đại nguyện, hoặc đảnh lễ, hoặc quán chiếu những nét trang nghiêm vào tâm khảm để vững lòng tu trì tinh tấn. Khi vừa đến Hồng Kông, Ngài đã cho đúc tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn để xưng tán đức hạnh Bồ Tát và sự hành trì Pháp Đại Bi. Bức tượng đã được tín chúng rất mực kính quý và trong những năm sau đó đã có nhiều pháp sư xin mẫu để đúc thêm. Ngoài ba tượng Ngài đã cho đúc để thờ tại chùa Tây Lạc Viên và ba tượng khác tại Thiền viện Từ Hưng, Ngài còn cho đúc và thép ba vị Phật Thích Ca, Dược Sư và A-di-đà cùng các tôn tượng Hộ Pháp Vi-đà và Lam. Ngài còn đích thân chú tượng Đức Phật A-di-đà tại Thiền viện Chân Như, đạo tràng của Lão Hòa Thượng Hư Vân tại núi Vân Cư. Ngài cũng đã đúc tượng Đức Lục Tổ Huệ Năng, tượng Đức Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân và tượng Đức Phật A-di-đà tại tu viện Chí Liên Tịnh Uyển ở Hương Cảng. Trên bốn phía chánh điện của Vạn Phật Thành ở Mỹ Quốc là 10.000 tượng Phật Thích Ca lớn nhỏ đều do chính tay Ngài đã đúc thành hơn 10 năm qua. Trong nhiều đêm không ngủ để khắc từng tượng một và còn đặt tóc của Ngài vào mỗi tượng nữa. Ngài kể lại: lúc đầu mới tới Mỹ, tôi tự hỏi tôi đến phương Tây này để làm gì? Nên phát đại nguyện là muốn làm một số điêu khắc gia để khắc ra những vị Phật sống, Bồ Tát sống, Tổ sư sống, và tôi còn muốn hóa toàn bộ chúng sanh trên thế giới thành ra những vị Phật sống, Bồ Tát sống và những Tổ sư sống. Ngài thường nói, chỉ cần giữ giới cho thanh tịnh, nghiêm túc tu hành, thuyết giảng giáo lý cho hợp lẽ đạo, bố thí vô ngã và làm lợi cho Phật Pháp. Nếu quý vị giữ gìn đạo hạnh, thì việc người đời bàn tán về các vị không có quan trọng, vì chính các vị nhận thức được đâu là chân, đâu là giả. Vì vậy, Ngài đã không nề gian khổ, phát đại lượng tâm, in kinh ấn tống, tô đắp tượng Phật, Bồ Tát, khiến ngôi Tam Bảo mãi được hưng long. Đây là mục đích trọng yếu trong cuộc đời Ngài. Ha ha ha,